Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tech News. Sau đây sẽ là điểm tin của tuần vừa qua. Chuyên mục này sẽ được lên sóng vào thứ tư cũng như là thứ bảy hàng tuần. Vẫn như mọi video clip trước, nếu các bạn xem xong video này, các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như là bấm vào nút chuông nhỏ kế bên cạnh nút sub. Bắt đầu video nhé. AMD giới thiệu dòng chip 7 nanomet đầu tiên cho laptop Ryzen 7 4000. Acer ra mắt loạt laptop gaming mới từ ROG Zephyrus cao cấp cho đến TUF. Lenovo ra mắt ThinkPad X1 Fold với màn hình OLED gập giá gần 60 triệu đồng. MSI ra mắt gaming laptop GE66 Rider Core i9 H Series NVIDIA RTX mới nhất. NVIDIA và Acer ra mắt màn hình 360Hz đầu tiên trên thế giới dành riêng cho game thủ chuyên nghiệp. Không cho đối thủ Intel kịp có thời gian để thở, AMD đang liên tiếp tung ra các sản phẩm mới tấn công vào hầu như mọi sân chơi mà Intel đang hiện hữu. Sau khi ra mắt CPU, desktop và máy chủ dựa trên tiến trình 7 nanomet khiến đối thủ lao đao. Trong sự kiện CES 2020 đang diễn ra, AMD tiếp tục lấn vào một sân chơi khác của Intel, các bộ vi xử lý laptop với series Ryzen 4000 Mobile. Theo CEO Lisa Su của AMD, Ryzen 4000 là dòng vi xử lý 7 nanomet đầu tiên trên thế giới được thiết kế dành cho các thiết bị di động, ví dụ như laptop. Không chỉ vượt qua đối thủ về tiến trình công nghệ, Ryzen 4000 còn vượt mặt các chip Ice Lake mới của Intel về hiệu năng. Cụ thể, khả năng xử lý đơn nhân được cải thiện 4%, nhưng vượt xa đối thủ về hiệu năng đa nhân đến 90% và cải thiện đến 28% hiệu năng về đồ họa. Các con số này dựa trên việc so sánh trực tiếp giữa Ryzen 7 4800U và Core i7 1065G7 vốn đang sử dụng tiến trình 10 nanomet của Intel. Vào ngày 7 tháng 1, Acer vừa ra mắt một mẫu laptop chơi game mới trong khuôn khổ sự kiện CES 2020 được tổ chức tại Las Vegas. Ngoài thương hiệu ROG, nhà sản xuất Đài Loan cũng giới thiệu thêm một vài sản phẩm đến từ thương hiệu gaming mới là TUF với giá cả phải chăng hơn. Giống như tên gọi, bộ đôi laptop TUF A15 và A17 của Acer sẽ có kích thước màn hình lần lượt là 15.6 inch và 17.3 inch. Ở bên trong, cả hai thiết bị này đều mang sức mạnh phần cứng đến từ bộ vi xử lý AMD Ryzen 4000 Series kết hợp với tối đa là 32GB và 1TB bộ nhớ SSD. Được biết, A15 sẽ sử dụng GPU NVIDIA RTX 2060, trong khi A17 sẽ được trang bị GPU GTX 1660 Ti. Theo dự kiến, thì TUF A15 và A17 sẽ chính thức lên kệ trong quý đầu tiên của năm 2020, mặc dù giá bán của chúng vẫn chưa được tiết lộ. Bên cạnh đó, thì Acer cũng cho biết họ sẽ bán ra hai mẫu laptop chơi game khác là TUF F15 và F17 và cuối năm nay sử dụng vi xử lý Intel Core i thế hệ thứ 10 sắp ra mắt. Đối với ROG Zephyrus G14 và G15, cả hai model đều sở hữu thiết kế mỏng với khung máy chỉ dày khoảng 17.9mm. Mặc dù vậy thì chúng lại có cấu hình phần cứng khá mạnh mẽ. Thậm chí Zephyrus G14 còn được trang bị một CPU đặc biệt sản xuất bởi AMD và có khả năng tạo ra ít nhiệt hơn so với các bộ vi xử lý được sử dụng trên mẫu laptop chơi game thông thường. Bộ đôi laptop mới của thương hiệu ROG cũng có bản lề Ergolift cực kỳ nhỏ gọn. Nhờ đó, người dùng có thể mở nắp laptop với góc rộng hơn, thậm chí đến mức cạnh dưới của màn hình còn có thể chạm vào mặt lưng của máy. Ngoài ra, chúng ta sẽ có một màn hình LED nhỏ ở phía góc trên của nắp máy sử dụng để hiển thị thời gian và một vài thông tin khác. Zephyrus G15 được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 4800HS và màn hình tần số quét là 240Hz để mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà nhất cho người sử dụng. Cả hai model đều có tùy chọn cấu hình cao nhất là 32GB và 1TB bộ nhớ SSD, dự kiến lên kệ vào nửa đầu 2020 mặc dù giá bán cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Năm ngoái, Lenovo đã trình làng PC có màn hình gập đầu tiên trên thế giới, một nguyên mẫu máy tính bảng OLED có thể gập lại như một cuốn sách hay một chiếc laptop với kích thước cực kỳ nhỏ gọn. Mới đây, tại sự kiện CES 2020, Lenovo đã vừa xác nhận rằng họ sẽ bán ra concept này như là một sản phẩm thương mại trong năm nay, có thể gọi là ThinkPad X1 Fold. So với nguyên mẫu mà chúng ta đã từng thấy vào năm ngoái, ThinkPad X1 Fold sẽ có bản thương mại có phần cứng không thay đổi quá nhiều, ngoài trừ việc được bổ sung thêm camera tương thích với Windows Hello ở viền bên trong.
Thiết bị vẫn sẽ có bao da bên ngoài và màn hình vẫn là tấm nền OLED với kích thước là 13,3 inch. Tỷ lệ khung hình sẽ là 43 và hỗ trợ độ phân giải là 2048 nhân với là 1536 pixel và khá giống với một chiếc iPad 9.7 inch khi đã mở ra hoàn toàn. Lenovo cho biết họ khá tự tin về độ bền của ThinkPad X1 Fold và đồng thời cũng tiết lộ rằng màn hình của chiếc máy tính gập này được sản xuất bởi LG Display. Máy vẫn có một nếp nhăn tại vị trí bản lề ở giữa màn hình. Tuy nhiên, nếu không quan sát tỉ mỉ thì nếp nhăn này thực sự rất khó để có thể nhận ra. X1 Fold chạy hệ điều hành Windows 10 Pro với nhiều tinh chỉnh được Lenovo thêm vào để tối ưu hóa đa nhiệm dành cho màn hình gập của thiết bị. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ xem toàn màn hình và chế độ hai màn hình, với hai ứng dụng được ghim vào mỗi nửa của màn hình. Ngoài ra, Lenovo cũng cho biết là họ sẽ tung ra một phiên bản khác chạy hệ điều hành Windows 10X trong tương lai. Khi gập theo chiều dọc, ThinkPad X1 Fold sẽ có tùy chọn bổ sung cho phép hiển thị bàn phím trên nửa dưới của màn hình và gõ như là một chiếc laptop. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ bàn phím không dây thông qua kết nối Bluetooth, có thể gắn từ tính vào nửa dưới của màn hình và cực kỳ hữu ích trong một vài trường hợp bạn cần gõ nhiều. Về cấu hình phần cứng thì Lenovo chỉ nói rằng ThinkPad X1 Fold sẽ chạy bộ vi xử lý mới nhất của Intel, sử dụng công nghệ hybrid và có thể sớm được Intel tiết lộ thêm tại sự kiện CES trong tuần này. Ngoài ra, công ty cũng hứa hẹn rằng thiết bị này sẽ có thời lượng pin khủng lên đến 11 giờ. ThinkPad X1 Fold, phiên bản chạy hệ điều hành Win 10 Pro sẽ được bán ra vào giữa 2020 với mức giá là 2.499 đô. Mặc dù có thiết kế đẹp và nhiều công nghệ cao cấp, tuy nhiên đây thực sự là một mức giá khá đắt đỏ cho một chiếc laptop mới tính bảng mà không phải bất kỳ ai cũng có thể sở hữu. GE66 Rider là dòng chủ lực gaming của MSI năm nay, được giới thiệu ngay trước thềm khai mạc CES 2020. Được biết, dòng sản phẩm này được trang bị CPU lên đến là i9H series thế hệ thứ 10 mới nhất của Intel. Về xử lý đồ họa thì hãng này chỉ tiết lộ máy khi được bán ra sẽ chạy GPU RTX mới nhất của Nvidia. Phần cung của GE66 Rider được làm tối giản hơn so với lại GE65 Rider trước đây. Tuy nhiên, khu vực gần bản lề lại tạo điểm nhấn với những đường nét cắt rất đẹp mắt. Màn hình của GE66 Rider có kích thước là 15,6 inch với độ phân giải là Full HD và là sản phẩm laptop gaming đầu tiên có tần số quét lên đến là 300Hz. Vì màn hình cũng được rút gọn lại, tuy nhiên không nhiều so với năm trước nhưng cũng làm cho trải nghiệm về hiển thị đã hơn. Ngoài ra, MSI cho biết thì đây là chiếc laptop gaming có dung lượng pin khủng nhất từ trước đến nay với 99,9 Wh và cũng là giới hạn cho phép mang lên máy bay của TSA. Bên cạnh đó thì phần đèn RGB cho từng phím bấm tạo nét rất riêng cho sản phẩm. Ngoài phiên bản thường thì MSI cũng ra mắt GE66 Rider phiên bản Star Wars X-Wing do chính họa sĩ thiết kế cho dòng phim Star Wars, Transformers và Iron Man, Colin Worth thiết kế. Nhìn chung thì phiên bản này rất đẹp, nhưng chỉ tiếc rằng mặt đáy tản nhiệt lại có một màu đen nhám trống trơn. Nếu như nó được làm theo tông của Star Wars ở đây luôn thì sẽ hoàn hảo hơn rất là nhiều. Khi Asus lần đầu tiên tiết lộ một chiếc màn hình chơi game với tần số quét là 360Hz vào năm ngoái, đó là trò đùa cả tháng 4. Nhưng hôm nay, tại CES 2020, Asus đã biến trò đùa đó trở thành hiện thực. Với một chiếc màn hình chơi game 24,5 inch, độ phân giải Full HD, tần số quét 360Hz và công nghệ G-Sync của Nvidia. Asus cho biết thì đây là chiếc màn hình 360Hz đầu tiên trên thế giới và thiết kế dành riêng cho eSports cũng như là game thủ chuyên nghiệp. Trong khi hầu hết các game thủ hiện nay đều sử dụng màn hình là 144Hz hoặc 240Hz thì có lẽ bạn sẽ tự hỏi vì sao lại cần tới một chiếc màn hình 360Hz. Trên thực tế thì đây là một khác biệt rất lớn bởi tần số làm tươi 360Hz thì độ trễ giảm xuống đáng kể. Các hình ảnh chuyển động trở nên mượt mà hơn và giảm tối đa được tình trạng xé hình và bóng ma. Và trong các bộ môn eSports thì có tính cạnh tranh cao như là CSGO, việc giảm độ trễ thậm chí là một phần nghìn giây cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Chiếc màn hình 360Hz này hiển thị các khung hình mới cứ sau 2.8ms, có thể nhanh hơn đến 6 lần so với màn hình hoặc là TV thông thường. Asus ROG Swift 360Hz chỉ hỗ trợ độ phân giải Full HD nhằm chắc chắn tốc độ khung hình sẽ luôn đạt ở mức tối đa. Do đó, nếu bạn muốn xem những video có độ phân giải 4K hoặc thưởng thức những tựa game có đồ họa đỉnh cao, thì có lẽ chiếc màn hình này không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là một sản phẩm của sự hợp tác giữa Asus và Nvidia. Asus hiện vẫn chưa công bố giá bán với ngày lên kệ chính thức của chiếc màn hình này. Và đó là tất cả những điểm tin hot mà mình có thể tổng hợp lại trong tuần vừa qua. Vẫn như mọi video clip trước, nếu các bạn xem xong video này, các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như là bấm vào nút chuông nhỏ kiếm cả nút sub để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào của Tech News trong tương lai. Mình là Châu Cô Bay và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye!